Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh của Nguyên. Hôm nay Nguyên chia sẻ món nuôi sò bò theo yêu cầu. Món này thì chế biến rất là nhanh, tiện cho lúc mình bận rộn hoặc là mình làm ăn sáng để thay đổi khẩu vị cho gia đình mình cũng rất là thích hợp. Bây giờ thì Nguyên mời các bạn cùng xem qua nguyên liệu để làm món nuôi sò bò. Đây là 300g thịt bò. Thịt bò thì mình cắt lát mỏng. Còn nuôi thì Nguyên sử dụng cái hiệu Safoco này, Nguyên thấy nó xào ra cái nuôi này nó dai, nó ngon lắm. Ở đây là 400g thì mình ăn được khoảng từ 4 cho đến 5 người. Phần nguyên liệu rau củ ăn kèm thì có xà lách và 150g đậu hòa lan, 2 trái hành tây và 2 trái cà. Bây giờ thì mình đi sơ chế những nguyên liệu này nha. Đậu hòa lan và củ hành tây thì Nguyên đã sơ chế rồi. Thì bây giờ củ hành tây á, mình phải ngâm vô nước đá. Tại vì củ hành tây chút nữa mình chỉ xào sơ thôi, cho nên mình ngâm như vậy á, cho nó có cái độ giòn với lại nó bớt mùi hăng. Còn đậu hòa lan này thì bây giờ Nguyên cũng mang đi trần qua nước sôi, rồi mình cũng ngâm vào nước đá luôn. Mình chuẩn bị trước cái nồi nước sôi ha. Và nước sôi rồi thì mình cho đậu hòa lan vào. Mình luộc khoảng chừng 1 phút thôi thì mình vớt ra và mình để vào tô nước đá hồi nãy đó. Mình dùng luôn cái nồi nước sôi này để mình luộc nuôi ha. Cái loại nuôi này á, mình không có nên ngâm bằng nước lạnh á, tại vì nó làm cho nuôi nó bở, nó không có ngon. Mình luộc nước sôi như vậy á, khoảng chừng 7 phút thôi thì được rồi, rất là nhanh luôn. Sau 7 phút có Nguyên luộc ở lửa lớn á, thì thấy cái cọng nuôi nó trong lại và nó cũng mềm rồi nhưng mà nó không có bị bở, thì lúc này mình tắt lửa được rồi. Tắt lửa nhưng mà cái nuôi mình vẫn để trong nước sôi á, khoảng 1 phút. Và sau 1 phút á, thì mình mới mang đi mình đổ ra cái rổ. Và mình mở nước á, xả cho nuôi thiệt là sạch ha. Nếu mình rửa không có sạch á, lúc mà mình xào á, nó hay bị dính chảo đó. Và để cho nuôi dễ xào không bị kết dính lại thì mình cho vào đây một muỗng cà phê dầu ăn, rồi mình trộn đều ha. Và Nguyên đổ nuôi vào một cái tô lớn, rồi bây giờ thì mình trộn gia vị luôn. Nguyên nêm vào đây 2 muỗng canh tương cà Jolly Mate để cái nuôi nó có cái màu đỏ đẹp với lại nó có cái vị chua nó ngon hơn. Còn nước tương mà để xào nuôi thì Nguyên sử dụng cái hiệu Maggi Thanh Diệu này, Nguyên thấy ngon nè. Nguyên cũng cho vào đây 2 muỗng canh. Mình không có cần nêm mặn quá ha, tại vì mình còn ăn với tương ớt nữa đó. Và Nguyên nêm vào đây 1 muỗng cà phê đường, rồi mình trộn đều. Chút nữa khi nào xào thì mình mới nêm thêm cái hắc xì dầu cho nó có cái mùi áp chảo đó. Bây giờ thì mình ướp thịt bò luôn. Nguyên thì ướp thịt bò cũng có trình tự ha. Nguyên cho vào đây 1 muỗng canh nước trước, rồi mình trộn đều. Khi nước hút hết vào thịt bò rồi thì Nguyên cho vào đây nửa muỗng cà phê bột năng. Có nước và bột năng thì giúp cho thịt bò nó mềm ha. Và Nguyên nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê nước tương, nửa muỗng cà phê hạt nêm gà, 1 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê xì dầu đặc biệt, rồi mình trộn đều. Nguyên cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê tỏi băm. Cho tỏi băm vào thịt bò thì giúp cho thịt bò được thơm hơn. Và 1 muỗng cà phê dầu ăn. Cho dầu ăn vào thịt bò thì cũng giúp cho thịt bò mềm, với lại mình xào nó không có bị ra nước đó. Và cuối cùng thì mình cho 1 ít tiêu vào, mình trộn lại. Như vậy là thịt bò đã ướp xong rồi ha. Thịt bò không có bị ra nước nè các bạn. Bây giờ thì mình bắt chảo lên, mình xào thịt bò trước. Khi chảo nóng rồi thì mình cho khoảng 1 muỗng cà phê bơ tường an vào và 1 ít dầu ăn. Khi chảo nóng thì mình cho tỏi băm vào, mình xào cho tỏi nó thơm ha. Tỏi xào thơm rồi thì mình cho tiếp phần thịt bò vào mình xào. Cái cách ướp thịt bò và xào bò thì Nguyên chia sẻ theo kiểu ăn gia đình. Còn mà cái cách xào theo kiểu nhà hàng và quán ăn thì cái cách làm nó khác nhau.
nếu hôm nào Nguyên làm cái món hủ tiếu sầu bò khô con chảo ngầu hổ thì Nguyên sẽ chia sẻ cho các bạn. Thịt bò mình xào khoảng 1 phút rưỡi cho nó hơi tái tái là được rồi, mình không có cần xào lâu quá ha. Các bạn thấy nè, ớt trong chảo nó không có ra một chút nước nào luôn. Như vậy thì mình lấy ra luôn được rồi. Bây giờ thì mình bắt chảo mình xào nuôi luôn. Và Nguyên cũng cho vào đây một muỗng cà phê bơ tường an. Mình xào nuôi với một chút xíu bơ tường an như vậy thì giúp cho cái nuôi nó thơm và nó ngon hơn nhiều lắm đó các bạn. Rồi Nguyên cho vào đây một muỗng cà phê dầu ăn. Khi dầu nóng rồi thì mình cho nuôi vào mình xào. Cái lượng nuôi thì mình chia làm hai lần mình xào nha. Tại vì cái chảo mà nó hơi nhỏ mà mình xào hết thì nó không có được ngon. Mình xào bằng cái bếp ga gia đình thì nó cũng rất là khó tạo được cái mùi áp chảo ha. Và để tạo mùi thơm áp chảo thì Nguyên cho vào đây một muỗng cà phê hắc xì dầu. Cái loại hắc xì dầu này dùng để xào hủ tiếu với lại làm bột chiên đó. Và nửa muỗng cà phê bột nêm gà. Rồi mình tiếp tục xào cho đến khi nào thơm là được. Rồi bây giờ Nguyên cho củ hành tây và đậu hòa lan vào mình xào. Hai cái loại rau củ này mình không có nên xào lâu nha. Mình cho vào mình xào sơ. Rồi mình cho cái phần thịt bò mà mình đã xào rồi mình để vô mình xào khoảng chừng 10 giây thôi là mình tắt lửa được rồi. Vì cái thịt bò nó cũng đã được làm chín rồi đó. Bây giờ thì Nguyên tắt lửa nè. Mình chuẩn bị sẵn một cái đĩa xà lách và cà chua. Thì mình cho hết cái phần nuôi xào bò vào. Và cho vào một ít ngò rí, một chút xíu tiêu cho nó tăng hương vị ha. Như vậy thì cái món nuôi xào bò đã làm xong rồi, rất là nhanh và rất là ngon nha các bạn. Hôm nào các bạn không có thời gian nấu ăn thì mình làm thử món này nha, nhanh gọn lẹ mà cả gia đình ai cũng thích ăn. Video đến đây Nguyên xin tạm ngừng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nguyên. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Nguyên một like và một đăng ký kênh. Nguyên cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Xin chào tạm biệt các bạn. Tối chè tại cá sâu thảy.